Từ bữa giờ em giới thiệu rất nhiều người nổi tiếng trong giới gà đá, nay cho em xin quảng cáo nhẹ về kênh Săn Bẫy của em. Kênh của em tạo ra nhằm quảng cáo cũng như hỗ trợ cho những anh em săn bẫy, cung cấp các loại bẫy chim, chồn, sóc, các loại thú rừng nhỏ giúp những anh em săn bắt chim sẻ, chim lưới đêm và các loại bẫy âm thanh khác hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn. Anh em cứ bấm vào kênh phía dưới clip này để tìm hiểu rõ hơn. Phần của em chỉ có vậy, nay em lại giới thiệu thêm cho các anh em một người trong giới gà đá mà có tiếng nói nhất trong các chuồng gà lớn, đó là ai? Không xa lạ với chúng ta, đó là Lão Hoang Đồng, tên thật là Đặng Hữu Hưng. Anh em chơi gà thường gọi với cái tên thân thương đó là Lão Hoang Đồng. Theo ý kiến riêng của em, có phải nhìn anh có khuôn mặt y như diễn viên trong phim Kiếm Hiệp Trung Quốc? Hay do bản chất và tính cách anh sống với mọi người, đối nhân xử thế tốt đẹp, giống y như diễn viên trong phim Kiếm Hiệp? Nhìn chung theo ý kiến của em, anh Lão Hoang Đồng, ăn to nói lớn, tính tình dứt khoát, nói được làm được. Lão Hoang Đồng sở hữu những con gà có danh và từng đoạt giải ở các chuồng gà lớn bên nước bạn, số tiền thắng giải lên tới vài tỷ đồng. Nói được làm được, anh em còn nhớ vụ anh Mít Trà Cú em đã từng nói chưa ạ? Anh Mít Trà Cú bị một thanh niên trên mạng khiêu chiến gà, hẹn tới ngày thì lại quỷ kèo. Anh Hưng, Lão Hoang Đồng thấy thế, anh đại diện cho một cổ đông của một chuồng gà lớn nhận anh đá 4 con, mỗi con 500 triệu. Đến ngày cuộc chiến diễn ra, anh Mít Trà Cú gặp may mắn vì một phần gà anh hay, Lão Hoang Đồng thua 3-1. Tuy anh thua với số tiền lên tới 1.500.000.000 nhưng anh vẫn vui vẻ và vẫn giữ thái độ tay bắt mặt mừng với anh Mít Trà Cú. Bởi cách sống và thái độ chịu chơi của Lão Hoang Đồng mà được rất nhiều anh em trên cộng đồng mạng yêu quý. Nhưng nói chung anh cũng sống lặng tiếng, không khoe khoang hay khiêu chiến với bất kỳ ai. Cuộc sống của anh em chỉ biết sơ sơ như thế thôi. Những anh em nào mà có biết thêm thông tin về anh Hưng, Lão Hoang Đồng xin góp ý kiến bên dưới phần bình luận. Em sẽ ra tiếp phần 2. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe và xem clip này. Thấy hay nhớ đăng ký kênh Săn Bẫy, ủng hộ em bằng cách like và subscribe kênh Săn Bẫy nhé. Cho em thêm động lực để làm thêm clip sau ạ.